Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác đam mê bẫy chim sẻ trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là show bên em sẽ giới thiệu cho các bác là hai cái bộ sản phẩm. Là bộ sản phẩm thứ nhất là cái loa VKS898 thông dụng nhất để các bác bẫy chim sẻ. Và cái bộ sản phẩm thứ hai là cái check độ loa. Đấy, những cái check độ loa như này. Thì đây các bác quan sát trên màn hình này, em sẽ giới thiệu chi tiết về cái loa trước. Cái loa này có tên nó gọi là VKS898 này. Ở bên ngoài có in một hình cô gái và một cái hình thân loa cộng với một hình tay điều khiển này. Đấy là về cái vỏ bên ngoài. Vỏ bên ngoài màu xanh các bác nhá. Đấy thì những cái phụ kiện mà các bác được nhận kèm khi mua cái loa này thì tặng cho các bác là một cái túi để các bác đeo loa như này. Đấy, túi để các bác đun loa và các bác đeo lên người. Đấy. Và tiếp theo là một cái đờ mót này, tay điều khiển này. Là cái tay điều khiển này là chạy bằng quả pin nhỏ này các bác nhá. Này, quả pin tiểu này thì ở trong này tay điều khiển này cũng có sẵn một quả pin rồi. Còn ngoài ra thì nhà em sẽ tặng cho các bác ba cái quả pin tiểu này để đảm bảo cho các bác là sử dụng hết pin ấy, từ các bác có pin các bác thay nên là ở tay điều khiển. Còn trong này thì những cái phụ kiện tiếp theo là các bác nhận được một cái mic trợ giảng này. Một cái mic trợ giảng này thì các bác chỉ sử dụng vào trong công việc là bán hàng ngồi chợ hoặc là đi giảng dạy các thứ thôi, còn nếu mà đi bẫy chim thì cũng không cần thiết. Còn tiếp theo là tặng cho các bác một cái củ sạc ở thân loa. Thì cái loa này các bác có thể là sử dụng hết công suất, nó khoảng được độ tầm 8-9 tiếng các bác nhé. Đấy, sử dụng công suất nhỏ thì nó khoảng được 10 đến 11 tiếng. Còn sử dụng công suất lớn hết cỡ ấy, thì nó được 8 đến 9 tiếng. Đấy là về cái công suất của cái loa này. Ngoài ra nữa thì tặng cho các bác là một cái dây đeo loa. Đây là một cái dây đeo loa các bác nhé. Và bên trong này nó còn có một cái quyển hướng dẫn sử dụng nữa này các bác này. Đấy, một quyển hướng dẫn sử dụng. Thì đây là cái thân loa chính. Đây quan trọng nhất là các bác nhận được một cái thân loa này. Thân loa này thì sẽ được bọc vào trong một cái túi ni lông để đảm bảo cho các bác là vận chuyển ấy nó không bị ảnh hưởng gì đến phần chất lượng hoặc là về phần âm thanh của cái loa này. Là em sẽ bỏ loa này ra giới thiệu chi tiết cho các bác. Các bác khi nhận hàng thì các bác cũng mở ra kiểm tra đầy đủ thì các bác mới phải thanh toán nhé các bác nhé. Đấy, cái loa này thì sản xuất năm 2020 này. Ở đằng sau này thì nó có một cái lẫy gài thì các bác có thể là gài cặp quần. Đấy, các bác mang đi thì gài vào cặp quần. Còn về cái tem của nó này, tem thì có ghi VKS898 và cái loa này sơn màu giản di các bác nhé. Đấy, sơn màu giản di rất là đẹp mắt và nhỏ gọn. Tất cả những cái dòng loa bẫy chim ấy đấy, thì nó rất là nhỏ gọn và có đều có anten các bác nhé. Đây anten này, anten khi các bác điều khiển từ xa thì các bác kéo cho em cái anten này lên. Đấy là về cái anten. Còn về những cái lúm sử dụng của nó thì những video trước thì em cũng đã chia sẻ cho các bác rồi cách sử dụng và em cũng đã test thử cái loa này rồi. Đấy, thì các bác nào mà muốn tham khảo thêm ấy thì hãy ấn đăng ký kênh thì theo dõi em ở những video trước ấy, thì em cũng đã hướng dẫn chi tiết cho các bác. Còn về đây em sẽ giới thiệu qua lại về cái những cái lúm sử dụng. Những cái lúm sử dụng đầu tiên thì là gồm một cái lúm bên tay phải của em là lúm điều chỉnh là bật mở này và điều chỉnh âm lượng nhá. Và những cái tận đây tất cả những cái lúm điều chỉnh đây. Đấy, đây là điều chỉnh check của bát này. Và bên này thì đây bên này thì có một cái chân cắm USB. Đấy, một chân cắm USB. Còn khe thẻ nhớ thì nó ở bên rìa này các bác nhá. Đây khe thẻ nhớ đây. Đấy, và một cái chân cắm sạc. Đấy là về những cái lúm sử dụng và những cái khe cắm thẻ nhớ thì em giới thiệu rồi. Còn bây giờ là em sẽ giới thiệu cho các bác là cái sản phẩm thứ hai. Là cái sản phẩm là check độ loa. Đấy. Thì các bác nào mà có nhu cầu mà mua cả loa cả check thì nhà em sẽ độ cho các bác. Đấy. Hoặc là các bác nào mua check riêng được, loa riêng được. Đấy, các bác nào có loa rồi thì các bác mua những cái sản phẩm check này thì về thì sử dụng nếu mà để đánh những cái đàn trẻ khôn ấy thì nó sẽ dễ xuống hơn. Đây là check đôi các bác nhé. Đấy, nhà em cung cấp cả check đơn cả check đôi. Đấy. Thì bác nào mà có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để ở góc màn hình video. Là bây giờ là một cái video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.